Hôm sáng nay, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hiếu, quỹ viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại quận Cái Răng và quận Bình Thủy nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2023. Đoàn đã đến thăm chúc thọ tặng quà cụ Trần Văn Dọng ở phường hương Phú quận Cái Răng Cụ ông Lê Văn Lai, cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Bình Thủy, cụ bà Nguyễn Thị Tuất và cụ ông Lưu Khôn cùng ở phường Long Hòa. Hiện các cụ sức khỏe vẫn bình thường, giao tiếp minh mẫn và có thể đi lại được. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ ăn uống sinh hoạt của các cụ, trân trọng tặng thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các phần quà. Bí thư thành ủy kính chúc các cụ sống vui sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.